Thấy cái bên cái em nó thấy là hơi lăng nhăng. Ai lăng nhăng? Bên em là bạn gái đó. Rồi bây giờ nè, mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Cái đó về nuôi thêm là lên được. Ăn lộn mắm là lên. Đó mà đàn trai yêu cầu vậy, đàn gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Mà lùn hơn sao? Dạ lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hối là được. À thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biến đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biến rồi. Dạ tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng ít khoe khoang đó chị. Được. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt buộc phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em không có ý gì. Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ như anh vậy lên mới... vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chào chị Hồng Vân và chào quý khán giả. Em tên là Hoàng Trâm, em đến từ Cà Mau. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào người bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Ngọc Nhiệm, em 34 tuổi, em đến từ Bạc Liêu. Trời ơi, có gần không? Sát bên nhau. Ủa sát bên luôn hả? Ngày xưa hai tỉnh này là một đó. Dạ. Chăm chăm làm công việc gì vậy? Dạ em là buôn bán quán ăn anh. Quán gì ăn gì? Quán bún mắm miền Tây mình á. Bún mắm hả? Dạ. Mình làm gì cưng? Dạ em là giáo viên ạ. Em dạy là thuộc tỉnh Bạc Liêu nhưng mà cái chỗ đó đó chị, là nó giáp với Cà Mau luôn. Giá Rai hả? Dạ không, ở huyện Đông Hải anh. À vậy à, trời ơi sát bên luôn rồi. Là em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Trời đó coi. Em thích ăn bún mắm không? Dạ bún mắm là cái quê đặc sản quê em đó anh. Đúng rồi, chính ra bún mắm ở Bạc Liêu cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Em bán mắm ở đâu rồi em trai? Em bán bún mắm ở 78 Trần Quang Khải, quận nhất mình á. Gì? Bán ở Sài Gòn á. Trời ơi, bây giờ tôi bán mà thành Cà Mau. Tôi bán thành phố Hồ Chí Minh. Trời, tôi tưởng hai người sát bên rồi, bây giờ người ở Bạc Liêu, người ở Sài Gòn, bây giờ mừng ăn gì đây? Không sao, mỗi năm em về quê mấy lần? Một lần anh. Gì vậy, có một lần hả? Tại vì bán suốt á, rồi tới qua Tết mới về được. Bán đây là thuê nhà bán hay là em? Bán ở ngoài vỉa hè anh. Bán với ai? Bán với ông anh, hai anh em bán. Hai anh em bán quán hả? Chào chị. Ở chỗ nào, bữa nào anh ghé ăn thôi. Dạ, ngân hàng Exibank mình á. Trời, bán ngay ngân hàng luôn hả? Cũng Trần Quang Khải mình á. Chỗ đó là mà nhiều mấy quán hàng quán mà ở lề đường ăn cực ngon luôn. Dạ. Ở trong đó có cái bánh canh gì nữa đó, cái đường Trần Quang Khải nó có một cái tiệm bánh canh cũng rất ngon. Chiều nay ăn bún mắm đi. Ăn bún mắm. Ăn về dưới bán bún mắm ơi. Ở dưới bán cũng có nhiều mà bán... nhiều người bán, ba bán có bằng ở Sài Gòn mà chị. Em gái ở trước cổng trường em có ai bán bún mắm không? Dạ không anh ơi. Đó ngon. Về với Bạc Liêu dọn với Bạc Liêu. Hết hồn không? Trời ơi. Dạ chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Nhỏ vậy con cấp 3 nha. Giữ luôn rồi nha. Dạ. Em. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối rưỡi. Là một chính thức với một em đơn phương thôi à. Đơn phương là kêu mối rử đó. Dạ. Chính thức chưa được một năm anh. Rồi sao chia tay? Em nghĩ phụ huynh nhìn dáng em tưởng học sinh nên không đuổi. À dạ. Mà em cái điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu thì em là mê chơi. Cô giáo mà mê chơi hả? Tức là em làm việc nhưng phải có giải trí. À đúng rồi. Rồi em có nhiều cái sở thích nên dẫn đến là mất nhiều thời gian. Thích gì? Dạ em thích mà thầy hiệu trưởng gọi em là thích đủ thứ. Em thích hát nè, thích xem phim, thích làm thơ, thích đánh cờ. Thích đủ thứ đúng rồi đó. Thích đánh cờ. Nhưng mà quan trọng là dạy tốt được rồi. Mà cô giáo dạy môn gì cơ? Dạ em dạy vật lý. Rồi hồi để coi,
Giỏi lắm á. Để hỏi chuyện vật lý với chàng trai nha. Dạ. Em trai, em có mấy mối? Dạ em có hai mối tình mà lâu dữ à. Lâu dữ là dữ là lâu bao lâu? Cách nay cũng khoảng chừng 20 năm. Trời ơi. Một mối tình đầu tiên là hồi đó là bà nội dẫn đi coi vợ mà hai người không hợp rồi đó chia tay. Ủa, ông nhiêu tuổi rồi mà 20 năm mà ông có mối tình đầu tiên rồi đi hỏi vợ là sao? Hôm nay 39 tuổi rồi chị. 39 tuổi, cái đang 19 tuổi là bà nội đã kêu đi lấy vợ rồi hả? Ở như quê 16, 17 người ta cưới đâu. Ồ, trời. Mới quen đây khoảng 4 năm nay. Rồi cũng không hợp rồi chia tay là 4 năm mà. Mới quen một năm. quen 1 năm nay. Rồi thấy gì không hợp. Không hợp nữa hả? Sao mới hợp với em? Không phải, thấy cái bên cái em đó thấy là hơi lăng nhăng. Ai lăng nhăng? Bên em là bạn gái đó. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi. Tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Dạ. Cái đó về nuôi thêm là lên được ăn anh. Ăn lộn là lên. Dạ. Đó mà đàn trai yêu cầu vậy, đàn gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Mà lùn hơn sao? Dạ lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hói là được. À thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biến đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biến rồi. Dạ tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng khoe khoang đó chị. Đừng. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt bụng phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À, lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân anh. Sao mới là hói? Dạ là em không có ý gì. Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ như anh Nguyệt Linh vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Dạ đối với em thì khoảng cách không là vấn đề. Em chỉ sợ tính người thôi. Có nghĩa là một năm anh về thăm em lần đó là được không? Dạ được. Được luôn hả? Rồi sao rồi em có sắp xếp lên thành phố thăm với ảnh được không? Em thì công việc em thì hơi nhiều á, cho nên em nghĩ là bên nam chủ động hay hơn. Thôi giờ tùy ông đi, ông yêu bắt buộc ông phải bỏ bún mắm ông về dưới ông thăm thôi. Thế nào bây giờ em tính sao? Cái vụ mà năm em về quê là anh thấy không ổn rồi đó. Dạ. Ủa nó là em phải chủ động về đó. Nếu mà vậy, nếu mà mình tiến tới là hợp nữa thì được, về quê làm nóng bún mắm bán luôn cũng được. Dọn về quê, có ý định không? Dạ có. Dọn về Bạc Liêu, dạ, cũng được ha. Dạ, tại vì là công việc nhà em là em như nội trợ hết, em biết hết. Ừ. Dạ, em làm hết, được. Dạ. Đứng lên coi lưng có dài không? Quay coi, lưng này. Mít mốt à. Em nói vậy thôi chứ giờ sao cũng được, tại vì mế quá chị ơi. Không, hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi với em gái đồng nghiệp. Dạ xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Thì em là đồng nghiệp của chị Nhiệm. Thì chị của em là người rất là vui vẻ, hoạt bát. Còn về anh bên đây thì em thấy anh cũng biết làm ăn, cũng giỏi. Nói vô đi, đãi mấy chầu lẩu mắm. Ăn lẩu mắm miễn phí được không? Dạ. Em không ăn mắm. Dạ chị Nhiệm thì rất là thích mắm. Ghiền. Dạ. Dạ. Cô gái này ghiền nè. Dạ. Ghiền mắm. Chút xíu hỏi ship lên cho ông Mai và mới được không? Ship cũng được, nó dễ, cũng có ship được. Em có đặt trên Grab nữa. Chút nhớ chở là mấy tô nha. Dạ bữa nay chứ không có bán anh, chứ ngày mơi á, bữa nay gì vậy bán kịp. Nay ông đi hẹn hò rồi. Thôi giờ bỏ qua đi. Ông có bán. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh. Ông anh bạn gì vậy? Ông anh Vân xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể cô bác ở trong trường quay hôm nay. Theo nhận xét của tôi thì thấy hai em ở bên về phía em gái thì rất là dễ thương, cái tính thật thà. Theo tôi thì nhận xét là ok number one. Yeah. Sao nay nghỉ bún mắm vậy? Tại hẹn hò. Vì hẹn hò phải nghỉ. Trời hai anh em bán à? Hai anh em có bán chung nhau không?
Dạ em bán, hai anh em bán chung mà. Hai là bán chung một gánh là hai ông bán. Ngồi đây hết rồi rồi lấy gì bán? Tưởng là có gánh khác thì lấy ship hàng của ông anh mà giờ thôi xong. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. À, đứng lên nhận nhận bông nè. Anh cũng muốn quà anh gửi cho em. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là mình đứng mình giao lưu chút xíu coi. Em coi cái lưng nó dài không, bụng bự không? Đó coi. Dạ, được không dạ anh? Không về em ha. Dạ. Hả? Em có hối không em? Anh có hối không? Chắc hối không bằng em đâu. Gì đó, ok. Rồi bụng coi sao? Bụng hả? Ừ. Chưa bằng trái bóng, nó chưa bự đâu anh. Chấp nhận được đúng không? Cái dạ. Này là tất cả những cái gì mà em yêu cầu là đều vượt qua hết được đúng không? Dạ. Bây giờ là em hát bài tặng cho cô gái cái đi. Mình lấy tình cảm ban đầu cái nào? Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Mà vậy đó. Dạ, đây. Anh mệt quá chị. Rồi đáp lại em gái. Đáp luôn. Dạ. Em cái giọng em đang bể, không biết hát giọng cổ được không? Được. Dạ, ok hết câu đi. Dạ, để em lấy bình tĩnh. Dạ. Nửa đêm thao thức nhớ quê hương, nghe đờn giọng cổ lòng dương dấn lòng. Dù đi trăm núi ngàn sông, tình quê xứ sở lòng không đổi dời. Bạc Liêu ơi ngày đó xa xôi ơi, chối bài giả cổ cho con quen công xuân xuôi về giảng ngà. Cho bài giọng cổ ngày nay như lời ru của mẹ thăm tình. Rồi em hỏi cô có bao nhiêu ký hợp với em không? Nãy em nói đó. Em được nhiêu ký à? Dạ, hiện tại là em 39 ký. Trời. Đúng số mong muốn luôn á. 39 số đẹp đấy em. Dạ. Ủa anh ở Cà Mau mà anh ở đâu? Anh ở Cà Mau mà nhưng mà huyện Trần Văn Thời nằm bên du lịch Hòn Đá Bạc á. Em có đến chưa? Dạ chưa. Quê gốc của anh á, bà nội á, thì Bạc Liêu. Rồi anh lên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Anh lên đây cũng khoảng 5 năm rồi. Anh dự định là lập nghiệp trên đây luôn hả? Cũng chưa có biết nữa, tại vì bây giờ á, ba mẹ nhà còn có ba mẹ không à. Ba mẹ mẹ dưới quê. Còn anh mà muốn bên ăn thua là bên vợ, nếu mà tìm được vợ nó bên trên đây cũng được, mà còn về quê cũng được. Giờ là tính là về Bạc Liêu rồi đó. Sau này mình có tiến tới hơn nhân á, em thích mấy đứa con à. Em nghĩ là con cái là chuyện tự nhiên thôi à. Thật sự thì em cũng thích nhà đông vui. Anh thích một đứa là được nuôi đủ rồi. Gái đầu lòng còn tốt nữa. Được không? Được không? Em muốn sao? Em muốn một hay hai? Muốn càng nhiều càng tốt mà. Em là thích nhà đông vui chị. À, thích nhà đông vui. Ừ. Nên ta thích đẻ nhiều. Dạ. Thôi nhỏ con thì đẻ hai đứa thôi. Dạ. Em dạy vật lý đúng không? Dạ. Bây giờ em thử đứng em giảng một đoạn nào về vật lý, về cho bạn trai hiểu được cái công việc của em cụ thể hơn. Dạ. Nhìn bạn coi như đây là học sinh của mình nè. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Yêu. Yêu là sóng dần trên dây có hai đầu cố định, hai sóng cùng tần số bắt gặp nhau, dao động cùng phương với độ lệch pha không đổi. Đó là lòng chung thủy của tình yêu. Giống như nút trên dây luôn cố định, bởi yêu rồi không thay đổi được đâu. Biên độ bụng luôn luôn là cực đại, mãnh liệt chân thành là sức mạnh của tình yêu. Số nghiêng lần bước sóng, nhưng trái tim dẫu có nhiều ngăn nhiều vách, nhưng trọn vẹn trái tim mình chỉ chứa một nửa của mình thôi. Em xin hết. Nói đi bé hiểu không? Em đang nói về sóng dần đó anh. Yeah. Anh học sinh hiểu không ạ? Có hiểu không? Sao vậy anh? Chưa hiểu gì mày. Thấy chưa? Tôi biết mà. Hồi nãy thấy cái mặt bơ bơ là tôi biết không hiểu rồi. Thôi giận gì đi. Cụ thể hơn sao cho anh học trò hiểu đi. Rồi để lại đi, chừng nào em đi ăn bún mắm nhiều á. Dạ. Cái mỗi ngày em nói ít. Dạ là hiểu đi. Dạ.
Anh Quyền ơi, em nghĩ là chắc phải lâu dài anh ơi. Không có lâu dài được. Cô giáo làm sao em giảng cho người ta hiểu được á. Độ dài của dây á là giống như cuộc đời của mình vậy đó. Rồi, tuy là cuộc đời mình nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại khi tìm được đúng người á thì trái tim mình chỉ chứa một người đó thôi. Đúng rồi. Với một người là đúng rồi, đâu ai. Được rồi đó. Vậy ta mới hiểu rồi đó. Dạ. Nào, bước tới. Đấy. Nói đi. Cho dù anh có bán bún mắm ở đâu đi nữa thì anh vẫn hướng về em gì đó, thí dụ thế. Anh thì cũng ở trên đây xa xôi, nếu mà có dịp nào á rồi em với anh tìm hiểu nhau rồi đi về chung một đò luôn cũng được. Trời ơi, ông mối tôi ông quy định sao bây giờ ông tưởng ông học trò luôn rồi đó. Em cũng tưởng em giáo viên không. Giáo viên. Dạ, thưa cô, đó y chang vậy luôn đó. Nói đi. Nếu cần thì dời cả quán bún mắm về với Bạc Liêu. Em thấy tay anh ấm hơn tay em. Nóng hơn, ấm áp hơn. Em muốn cùng anh về bán bún mắm luôn. Dạ, yeah. Anh mà rủ em bán bún mắm là mấy nhỏ trách anh đó. Yeah. Có thể thì em chỉ phụ thôi thì được. Yeah. Bán ở Sài Gòn hay là bán ở dưới Bạc Liêu? Anh thì anh bán đang bán Sài Gòn, mà nếu mà cùng em thì Bạc Liêu bán cũng được, hoặc là Sài Gòn bán cũng được. Nói thì chung là em thấy thích ở đâu anh dọn bún mắm gì đó. Đó. Nói vậy đó. Là mình em thích ở đâu anh dọn gì đó. Ừ. Dạ, dạ em đâu? Em thật sự là bún mắm là cái món em rất là thích á. Yeah. Như là khi nào mà em ăn không thấy ngon cái gì đó hoặc là chán ăn gì đó thì em sẽ đi ăn bún mắm. Yeah. Nếu mà có dịp đó mà được gì thì anh về đó anh bán cùng em là ok rồi. Ok không? Ok. Kìa anh ta hỏi thì trả lời đi. Dạ. Ok không? Đó ừ. Bây giờ là mình suy nghĩ cho thật kỹ hai bên. Nhắm mắt lại. Thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì quán bún mắm cứ về bán. Cô yeah. giáo cứ dạy trường của cô. Yeah. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em bấm gọi thôi, chắc nó không ăn hay gì đó. Rồi giờ mới ăn rồi. Làm rung đổ nồi nước mắm luôn. Nước mắm luôn. Đúng rồi, chứ em bấm một ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Nắm tay đi cưng. Đó, nắm hai tay coi thấy sao? Ấm áp à? Hả? Ấm áp. Nắm thích thích không? Thích. Rồi xin phép cô chú cho hôn em nhiệm cái hôn. Rồi con xin phép cô chú cho con hôn em con được hôn nha. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thành Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng nghiền thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo.